là nơi ở của những người quyền lực nhất trong các triều đại Trung Quốc. Tử Cấm Thành từng là ẩn số với thường dân trong hàng nghìn năm. Nhiều bí mật chỉ được hé lộ khi các nhà sử học, khảo cổ học có cơ hội nghiên cứu tại cố cung. Một trong những điểm tham quan gây hiếu kỳ ở đây là giếng Chân Phi, di tích gắn với giai đoạn lịch sử cuối triều nhà Thanh. Và nhiều người đã tới tham quan nơi đây cảm nhận rằng đây thực sự là nơi ám ảnh nhất trong Tử Cấm Thành. Vì sao vậy? Trong số TGM History ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đi giải mã bí ẩn giếng Chân Phi nhé! Năm 1875, Hoàng đế Quang Tự, sinh năm 1871 và năm 1908, lên ngôi từ năm 4 tuổi. Khi Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế Bằng Hà đến tuổi tuyển chọn hậu phi, Quang Tự vẫn không thể toàn quyền tự quyết. Bị Tử Hy Thái Hậu chi phối, Quang Tự Đế miễn cưỡng phong nàng Tĩnh Phân, vốn xuất thân cùng gia tộc với mẫu hậu, làm Long Dụ Hoàng Hậu và chọn hai chị em khác làm Cẩn Phi và Trần Phi. Tới năm 1887, vua dần lạnh nhạt với Long Dụ Hoàng Hậu và sủng ái Trần Phi. Nàng Trần Phi vốn sắc nước hương trời, hiểu chuyện triều chính và hết lòng ủng hộ những cải cách chính trị của vua. Tuy được vua Quang Tự ngày càng yêu chiều, nàng lại trở thành cái gai trong mắt Tử Hy Thái Hậu. Tới năm 1898, cuộc biến Pháp cách Nhật Duy Tân do phái Duy Tân đề xướng được Hoàng đế Quang Tự phê duyệt. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng quyền lực của Tử Hy Thái Hậu, công cuộc cải cách chính trị, giáo dục và văn hóa này trở thành chính biến và chấm dứt sau 103 ngày. Thái Hậu lệnh tịch thu mọi ấn tín, đồng thời bãi bỏ tất cả chiếu lệnh Duy Tân vừa ban hành. Hoàng đế bị giam cầm trong Hoàng Nguyên Điện tại Doanh Đài, Trung Nam Hải, nay là quần thể tòa nhà chính trị quan trọng ở thủ đô Bắc Kinh. Trần Phi lúc này bị giam vào lãnh cung ở góc phía đông nam của Tử Cấm Thành và cấm gặp nhà vua. Hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, nàng Phi hàng ngày chỉ nhận được chút đồ ăn qua khe cửa, thân xác hào gầy. Năm Quang Tự thứ 26, tới năm 1899, khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn bùng nổ ở miền Bắc Trung Quốc nhằm chống lại sự bành trướng của các thế lực nước ngoài trong giao thương, chính trị, văn hóa, công nghệ và tôn giáo. Bát Quốc Liên Quân, liên minh của 8 đế quốc, tham chiến để chống lại nghĩa quân tập kích vào các sứ quán ở Trung Quốc của Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italia, Nhật, Nga và đế quốc Áo Hung. Tử Hy Thái Hậu ban đầu ủng hộ Nghĩa Hòa Đoàn do vốn không ưa phương Tây, bên cử quân lính triều đình hỗ trợ phong trào. Tuy nhiên, đến ngày 14 tháng 8 năm 1900, Liên quân đánh bại chính quy nhà Thanh, chiếm đóng Bắc Kinh, giải vây khu lãnh sự. Bắc Kinh thất thủ, hoàng tộc nhà Thanh và văn võ báo quan phải tới Tây An lánh nạn, theo China Highlights. Trước khi rời Tử Cấm Thành, Tử Hy Thái Hậu không quên Trần Phi. Có nhiều dị thuyết về cái chết của Trần Phi, nhưng cuốn Quang Tự Hoàng đế Trần Phi của Thiện Phổ lý giải cái chết của Trần Phi trùng với lời kể của những người thân tín của nàng. Trước khi đi, Tử Hy Thái Hậu lệnh Trần Phi cùng lánh nạn, nhưng nàng bệnh nặng nên không thể đi theo. Trần Phi khẩn cầu trở về nhà mẹ đẻ, Thái Hậu không đồng ý, bèn sai người dìm chết dưới giếng. Có sách ghi, thi thể của Trần Phi chỉ được đưa ra khỏi giếng sau một năm. Sau khi khâm liệm, quan tài được di táng tại cung nữ mộ địa ngoài Tử Cấm Thành. Tương truyền, chị Cẩn Phi sau này đem miệng giếng đục thêm hai lỗ nhỏ và đặt côn sắt khóa ngang, từ đó không sử dụng. Theo Beijing Attractions, người đời đồn thổi rằng đêm đêm vẫn có tiếng khóc vọng từ dưới giếng. Nơi này sau được gọi là giếng Trần Phi, trở thành điểm tham quan hút khách ở cố cung. Dù miệng giếng rất hẹp, ban quản lý sau này phải lấp lại để đề phòng tai nạn có thể xảy ra với khách tham quan. Đây cũng được một số trang du lịch bình chọn là điểm đến ám ảnh nhất của Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố Cung là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Đây từng là cung điện hoàng gia trong suốt hơn 600 năm. Từ thời nhà Minh đến triều đại cuối cùng của nhà Thanh, có diện tích 720.000 m², gồm 800 cung và 9.999 phòng. Và với cuộc đời, những dị thuyết về cái chết của Trần Phi và những đồn thổi của du khách đã tới tham quan nơi này, quả thực, nơi đây vẫn là nơi ám ảnh nhất của Tử Cấm Thành. Còn để cảm nhận sự chân thực nhất về sự ám ảnh của nơi này, chăm nghe không bằng mắt thấy, các bạn hãy đến Tử Cấm Thành để trải nghiệm rõ về sự ám ảnh này nhé. Còn nếu bạn đã đến đây rồi, thì đừng quên để lại comment chia sẻ cho mọi người nhé. Quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Từ Điển Lịch Sử, hãy cùng ấn subscribe kênh của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhiều những thông tin lịch sử hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!